Vừa qua tại Thái Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức buổi tọa đàm và ký thỏa thuận hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Nội dung thỏa thuận hợp tác bao gồm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về phát triển doanh nghiệp từ hộ kinh doanh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp để tỉnh Thái Bình đạt mục tiêu phát triển trên 9.000 doanh nghiệp vào năm 2020, tổ chức hội thảo thảo luận các giải pháp triển khai thực hiện. Trên cơ sở những việc đã làm được, Hiệp hội sẽ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhân rộng các địa phương trong cả nước theo đề án hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Thái Bình có gần 5.000 doanh nghiệp với số vốn đăng ký hơn 44.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số.